Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thao A Cơ. Jenny Tan Phơ Su Wan sinh ngày 11 tháng 9 năm 1981 là một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng người Thái gốc Hoa. Cô sinh ra tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Cô đã tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông tại trường đại học Bangkok. Sau khi cha mẹ ly dị, cô đã về Thái Lan sinh sống cùng anh chị em của mình. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi tham gia một vi âm nhạc. Vai diễn trong một vở opera đã giúp cô trở nên nổi tiếng. Jenny Tan Phơ Su Wan được xem là viên ngọc sáng giá của làng điện ảnh Thái Lan. Sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz Thái, Jenny đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng của mình qua các vai diễn trong nhiều phim đặc sắc như Tình Vô Tận, Tơ Hồng Tình Yêu, Hẹn Ước Tình Yêu. Những nhân vật do Jenny đảm nhận hầu hết là gái hư, lẳng lơ, nếu không thì cũng là cô tiểu thư đẳng đảnh, đanh đá. Được xem là một viên ngọc sáng của làng điện ảnh Thái Lan, chuyện đời tư của Jenny cũng khiến báo chí và công chúng không khỏi tò mò. Và sự thật là danh sách người tình màn ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng khiến các đồng nghiệp nữ phải ghen tị. Năm 2013, truyền thông và người hâm mộ Thái Lan không khỏi bất ngờ khi được tin Jenny kết hôn với bố của bạn thân. Cả làng giải trí xứ Chùa Vàng không thể tin nổi và bị choáng váng trong một thời gian. Được biết, người chồng của cô là Ae Chan Savat Asava Ame, là một tỷ phú bất động sản, là một chính trị gia nổi tiếng. Người đàn ông này hơn Jenny 13 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của Jenny và tỷ phú Ae đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên thực sự không yêu thương người chồng già mà chỉ là có hứng thú với khối tài sản khổng lồ của ông. Không ít người hâm mộ thậm chí đã quay lưng với Jenny vì cho rằng cô hư vinh, hám vật chất. Sau chưa đầy một năm kết hôn với tỷ phú Ae, Jenny đã bắt đầu thổ lộ về cuộc sống hôn nhân chóng vánh và bi kịch cuộc sống hôn nhân. Cô cho biết, Ae là một người trăng hoa, lăng nhăng với nhiều cô gái khác và thậm chí còn đánh cô đến bầm tím người. Tháng 7 năm 2014, Jenny và tỷ phú Ae đã đệ đơn ra tòa để kết thúc cuộc hôn nhân đầy cay đắng này. Sau hơn 4 năm, Jenny lại khiến truyền thông và công chúng Thái Lan bất ngờ khi kết hôn với người chồng kém cô 10 tuổi. Được biết, lễ cưới của cặp đôi này đã diễn ra vào ngày 19 tháng 10, với sự tham gia của dàn sao hoành tráng xứ Thái. Chồng mới của Jenny là Mickey Alapagnakorn Pejaro, là huấn luyện viên thể hình nổi tiếng và là thí sinh The Fame Man Thái Lan. Cô cùng người chồng kém mình 12 tuổi đã một lần nữa cùng nhau xây dựng hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự mà cô mong muốn. Niềm hạnh phúc của vợ chồng mới cưới càng lên đôi khi sau một năm về sống chung một nhà họ đã có với nhau một bé gái. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, cặp đôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi được nhìn con gái chào đời mạnh khỏe. Sau đây cùng chúng mình tìm hiểu những bộ phim Thái hay của chị nhé!
cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.